Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi được sinh ra trong tình thương của các sơ nuôi dạy. Chúng được khuyên thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nên cần phải có hàng rào chắn lại và những đứa trẻ này không được rời khỏi trại. Mỗi ngày chúng được ăn uống, tập luyện thể lực và làm những bài test về kiến thức để tăng cường sức khỏe và trí tuệ. Nhưng có một điểm lạ là tất cả những đứa trẻ trong trại trên cổ đều có mã số để nhận dạng. Trong một khu trại trẻ mồ côi có 3 đứa trẻ đặc biệt xuất sắc, đó là Emma, Jay và Norman. 3 đứa trẻ này đều gần như đạt điểm tối đa ở tất cả bài kiểm tra. Norman là thiên tài với trí tuệ vượt trội. Jay am hiểu rất nhiều về công nghệ cũng như mưu trí, và Emma cô bé với khả năng vận động hơn người. Sáng hôm đó chúng bắt đầu tổ chức đuổi bắt, và nhờ khả năng chiến thuật của mình Norman dễ dàng bắt được tất cả dù chúng có trốn trong rừng đi nữa. Tuy nhiên khi đối đầu với Emma thì Norman cũng gặp khá nhiều khó khăn vì không thể đuổi kịp. Nhưng chỉ cần dùng đến nam nhân kế giả bộ té xỉu, cô bé đã nhanh chóng bị lừa. Lần này tới lượt Norman trốn và tất cả đi tìm. Trong lúc chơi Norman, Emma và Jay lại đến hàng rào và chúng tò mò thế giới bên ngoài có gì nguy hiểm. Vì cái hàng rào chắn này con nít cũng có thể chui qua chứ nói gì chặn một con thú săn mồi. Lũ trẻ đã tìm tới đây và chúng nhớ về những đứa trẻ khác đã được nhận nuôi nhưng không hề có hồi âm hoặc quay trở lại. Cô bé với con thỏ bông hứa rằng khi được nhận nuôi nhất định sẽ gửi thư về. Tối hôm đó cô bé được nhận nuôi đúng như mong muốn. Mẹ dẫn cô bé đi trên con đường quen thuộc hàng ngày với nụ cười hiền hậu nở trên môi. Nhưng có lẽ vì quá mừng khi được nhận nuôi nên bé quên luôn cả bạn thỏ bông của mình. Mai Emma phát hiện, Norman và Emma nhanh chóng đuổi theo đến cổng để đưa cho cô bé con thỏ. Đến đây quả nhiên cổng tường rất to và đã có một chiếc xe chờ sẵn. Họ chia nhau ra tìm thì bỗng Emma tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhìn vào trong xe. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, cô bé đã bị giết cùng một cành hoa cắm lên ngực. Có tiếng nói chuyện, cả hai nhanh chóng trốn vào dưới gầm xe. Từ trong cánh cửa bước ra là những con quỷ với nhiều ngón tay và cái lưỡi rất dài. Chúng tóm lấy cô bé bỏ vào bồn nước ngâm để chuyển đi như thức ăn. Thì ra bọn này là những con quỷ ăn thịt người và trại trẻ này như những trang trại nuôi gia súc. Đúng lúc này thì mẹ cũng xuất hiện. Có một tên xuống kiểm tra dưới gầm xe nhưng may sao hai đứa trẻ đã bỏ chạy được. Chúng chạy về với nỗi tuyệt vọng cùng cực vì người mẹ mà chúng luôn yêu quý là một người chăn nuôi và căn nhà ấm cúng này lại là một trang trại nuôi người. Trở về với khuôn mặt thất thần nhưng cả hai vẫn không nói cho Jay biết chuyện. Đêm đó hai đứa trẻ đã đưa ra quyết định táo bạo là sẽ đưa tất cả bọn trẻ bỏ chạy. Nhưng liệu có dễ dàng không khi mẹ đã phát hiện ra con thỏ bông? Tối đó Emma nằm mơ thấy cô bé đã bị đặt lên bàn tiệc của những con quỷ. Cơn ác mộng làm cho Emma tỉnh giấc. Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày nhưng Emma thấy thật đáng sợ. Norman tiến tới nhắc nhở cô bé phải bình tĩnh nếu không sẽ bị phát hiện. Cố nén nỗi đau, những đứa trẻ này phải nở nụ cười để cùng nhau thực hiện kế hoạch thoát khỏi trang trại này. Họ nhận ra những đứa trẻ được chuyển đi là từ 6 đến 12 tuổi. Và những đứa học sốt sẽ bị ăn trước. Đối với bọn quỷ thì não là phần ngoan nhất nên sẽ được ưu tiên. Cả hai vượt qua hàng rào để kiểm tra thì đằng sau nó là một bức tường rất cao. Chính vì vậy mà bọn quỷ mới yên tâm không canh chừng. Bức tường trơn trượt vậy đúng là rất khó để leo lên được. Hết giờ chơi họ nhanh chóng trở về để tránh bị nghi ngờ. Lúc này phát hiện có đứa bé bị lạc trong rừng. Mẹ lấy cái la bàn ra nhìn trước mặt tất cả rồi nói đừng lo, khó cứ để cho mẹ. Sau đó bà tiến sâu vào rừng. Một lúc sau đã tìm được cô bé. Vật đó quả nhiên là một bộ định vị. Và ý mẹ khi đó là khó quá, bỏ qua đi, con trai mày không thoát được đâu. Để leo lên bức tường kiểm tra họ phải có được dây thừng, tìm một sợi dây trước sau đó giấu đi. Bỗng mẹ tiến tới hỏi Emma vì thái độ khác lạ, lấy lại bình tĩnh cô bé tươi cười và ôm bà vào lòng. Như vậy mới tránh được nghi ngờ. Cũng may giờ cơm đến họ đã thoát được cuộc tra hỏi. Vậy là họ đã có dây thừng và sáng hôm sau cả hai bỏ nó vào cái cây. Họ định sẽ nói với Jay để cùng thực hiện. Đúng lúc này Jay cũng đã đến. Cậu đã thấy nghi ngờ về thái độ cả hai nên luôn thắc mắc. Sau khi được kể về câu chuyện đầy kịch tính, Emma nhờ Jay giúp đưa hết bọn trẻ đi cùng nhưng cậu không đồng ý. Bọn trẻ còn quá nhỏ để thực hiện tẩu thoát. Vấn đề tiếp theo là thoát rồi cũng không đảm bảo chúng sống được khi thế giới có thể chỉ còn lại toàn quỷ. Nhưng Emma vẫn rất kiên định và họ buộc phải đồng ý. Jay hỏi tại sao Norman lại tán thành với điều điên rồ này. Đơn giản vì nụ cười của người mình thích thì làm những chuyện điên có là gì. Đúng lúc này có tiếng chuông gọi về. Thì ra có một đứa bé vừa tới và có thêm một sơn nữa hỗ trợ. Có vẻ chúng đang quyết tâm giữ được hàng thượng phẩm ở lại. Lại thêm một kẻ thù mới. Tình thế đang ngày càng khó khăn với bọn trẻ. Sơ được xếp ở phòng ngay cầu thang và giữa ba phòng bọn trẻ nên rất dễ quan sát. Tuy vậy họ có thêm nhiều thông tin là sẽ có một nơi cung cấp trẻ và còn có nhiều người lớn nữa nên có thể sẽ có thêm những trạng thái khác. Còn một việc nữa là phải tìm ra bộ định vị để phá hủy. Nhưng ở tuổi này thì những dấu vết đã không còn nên cách tốt nhất là kiểm tra đứa trẻ vừa đến. Còn bên phía mẹ và sơ, họ đang bàn về việc những đứa trẻ đã phát hiện ra sự thật. Nhiệm vụ của sơ là tìm kiếm chúng và giữ bí mật với bọn quỷ. Nếu làm tốt thì mẹ sẽ đề xuất để sơ có thể lên làm mẹ của một trang trại. Nhưng sơ lại có ý định táo bạo khi chỉ cần khai ra là có thể chiếm lấy vị trí này nhanh hơn. Jay và Norman đang bàn chuyện thì sơ cũng hóng hớt tới nghe. Cũng may kế hoạch chưa bị phát hiện. Với nụ cười còn đáng sợ hơn mấy con búp bê trong phim ma. Không biết bà sơ này cố tỏ ra thân thiện hay tính hủ ma lũ trẻ.
Trong lúc đó, Emma vẫn đang tìm kiếm vị trí đặt định vị, cuối cùng cũng phát hiện ra là ở tai. Nhưng những đứa lớn hơn 10 tuổi đều không thấy được vì nó quá nhỏ. Cứ vài ngày mẹ lại đến báo cáo với tổng bộ một lần. Được biết các trang trại khác nuôi hàng đang kém chất lượng, chỉ có mỗi hàng ở đây là tốt nhất nên họ rất quan tâm. Mẹ hứa sẽ giao hàng đúng kế hoạch. Sáng hôm sau, Emma lại tìm cách rời đi liền bị Gilda và Sir để ý. Cuộc họp bí mật lại diễn ra. Sau khi biết được vị trí bộ định vị thì tiếp theo phải tìm cách phá nó. Nhưng điều đáng lo là nếu nó có báo động thì sẽ bị phát hiện ngay. Nên họ chỉ được phá thiết bị ngay khi tàu thoát. Jay đã tìm ra cách phá nó nên cậu nhận nhiệm vụ này. Còn việc tiếp theo là phải đảm bảo đám trẻ theo kịp kế hoạch của họ. Cách hợp lý nhất là tổ chức trò chơi trốn tìm. Emma sẽ chỉ chúng cách vận động, Jay chỉ chúng cách suy luận để tìm lối thoát và Norman là người đi tìm. Những đứa ảo tưởng sẽ dễ chết nhất nên phải cho chúng bài học. Giờ đã quan sát tất cả từ đầu nên quyết định sẽ chơi thử để dần mặt. Với sức mạnh và tốc độ kinh người, cô ta nhanh chóng bắt kịp lũ trẻ. Dùng những chiếc lá hình tim đã dễ dàng nhử một đám ra tóm gọn, húc thủng cả ngọn cây để bắt thằng nhóc tóc dựng. Emma vì cứu hai đứa trẻ nên đã có một màn đua tốc độ với Sơ. Quả nhiên cô bé rất nhanh đã trốn được. Dáng đi phát bệnh cùng những lời hù dọa về sự thật tối hôm đó làm Emma buồn nôn. Cô bé cũng đã bị bắt, còn lại Jay và Norman. Cuối cùng thời gian đã hết và họ thắng. Từ ngày hôm đó Sơ không hề hành động gì nữa, có lẽ là nhận lệnh từ mẹ. Cả ba nghi ngờ đã có người báo tin cho mẹ tất cả trong số bọn trẻ đang có nội gián. Tối đó mẹ dằn mặt Sơ một lần nữa để cô từ bỏ ý định tạo phản. Vì quá bất bình, cô ta đã xé con búp bê của mình với quyết tâm sẽ trả thù. Sáng hôm sau, Norman đề nghị sẽ chơi đuổi bắt theo nhóm để thực tập chính thức cuộc tẩu thoát. Ngoài ra, cậu muốn Don và Gilda biết sự việc và dẫn dắt đám trẻ về sau. Cậu còn chuẩn bị sẵn kế hoạch để tìm ra kẻ nội gián. Buổi thực tập đầu tiên bắt đầu, họ sẽ tiến hành theo đội hình đã chuẩn bị sẵn. Trò chơi kết thúc, có vẻ bọn trẻ rất thích cách thực hành này. Bọn họ vẫn luôn quan sát những đứa trẻ thông minh nhất để phòng là người của mẹ. Jay cho biết khoảng 10 ngày nữa cậu sẽ phá được bộ định vị. Norman quyết định sẽ đào tẩu vào ngày đó khiến mọi người hoảng sợ. Họ phải di chuyển một cách bất ngờ nhất với dự kiến của mẹ và còn để tránh mùa đông tới. Tối đó họ gọi thêm Gilda và Don đến. Họ nói rằng bọn trẻ bị bọn buôn người bắt đi. Cho dù rất sốc nhưng hai đứa này buộc phải tin. Norman có bản ghi lại điểm số của mọi người làm bằng chứng. Những đứa trẻ điểm thấp sẽ bị đưa đi trước. Sau khi về, Norman nói ra kế hoạch thử gián điệp cho Jay biết. Cậu sẽ nói với Don Jay thường được giấu ở dưới giường, còn với Gilda là trên trần phòng tắm. Đến khuya thì Gilda một mình rời khỏi phòng, có một lá thư gửi đến mẹ. Quả nhiên trong số họ có gián điệp, lá thư ghi Jay thường dưới giường. Có lẽ Don chính là kẻ đó, còn Gilda chỉ đang tìm Sơ thôi. Emma bám theo thì biết được Gilda không hề phản lại họ. Cho dù bị Sơ bắt ép nhưng cô bé nhất quyết không khai ra. Emma đã ôm cô bé vì đây là người mình có thể tin tưởng. Sáng hôm sau, hai thành viên mới hiểu ra những lần đuổi bắt là những bài diễn tập. Norman hỏi Emma nếu trong số những đứa trẻ có người phản lại để giữ được tính mạng thì có mang người đó theo không. Cô bé nói vẫn sẽ mang vì nếu đi hết thì người đó sẽ bị xử lý. Cô bé vẫn sẽ tin tưởng và dẫn hắn theo. Tối đó họ đi kiểm tra xem dây thừng còn không. Trên nhà tắm thì vẫn còn. Dưới giường quả nhiên đã mất. Và kẻ phản bội họ lại chính là Jay. Thì ra cậu đã đặt bẫy tới ba người. Don và Gilda được nói dây thừng được giấu nơi khác. Cuối cùng Jay đã nhận mình là gián điệp. Và cậu đã làm việc đó từ rất lâu rồi. Cậu đã biết sự thật về trang trại này đã lâu nhưng vẫn giúp mẹ làm việc đó. Tuy nhiên như đã bàn trước, Norman vẫn muốn Jay về phe mình để có những thông tin từ mẹ. Cậu cũng nghĩ người giấu con gấu bông để cậu và Emma có cơ hội đến cổng và biết sự thật chính là Jay. Jay cũng cố gắng để cho cả hai biết những khó khăn mà họ sẽ gặp phải khi ra khỏi đây. Cuối cùng Jay cũng nói mục đích từ đầu theo phe mẹ là để chuẩn bị thật kỹ cho kế hoạch trốn thoát. Để Jay làm việc cho mẹ, cậu muốn được sống lâu hơn và mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ phải thưởng cho cậu. Và những phần thưởng đó sẽ giúp họ phá được bộ định vị trong mấy ngày tới. Jay sẽ đồng ý là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch với điều kiện họ sẽ lừa Emma và không dẫn theo tất cả bọn trẻ. Jay quay lại gặp mẹ để báo cáo tình hình. Cậu muốn có được phần thưởng đúng với những đóng góp đã bỏ ra. Trong giấc mơ, Norman thấy cảnh tượng tất cả bị giết nếu như cùng nhau rời khỏi. Điều đó làm cậu phải suy nghĩ lại kế hoạch tẩu thoát. Sáng hôm sau họ tập hợp trong rừng. Emma hỏi xem kế hoạch Jay thường ra sao, không ngờ Jay lại nhận tất cả. Đúng là bất ngờ chưa? Emma muốn Jay sau này không được hy sinh bất cứ ai nữa bởi vì cậu đã có những người hỗ trợ rồi. Tối đó, Emma cho biết thói quen của mẹ sẽ biến mất lúc 8 giờ tối. Và họ còn phát hiện có một căn phòng bí mật trong phòng của mẹ. Don muốn vào căn phòng đó nhưng mọi người không đồng ý vì quá nguy hiểm. Don và Gilda được yêu cầu đi chuẩn bị bữa tối để họ tiếp tục họp. Nhưng Don lại tiến thẳng đến phòng của mẹ. Sau khi biết không có mẹ, họ vào tìm cửa phòng bí mật. Cuối cùng cũng tìm ra nhưng chưa kịp vào thì cánh cửa chính đã có người mở từ ngoài khiến cả hai phải nín thở. Mở cửa ra lại là cậu nhóc Phil, đúng là hú hồn. Nhưng cửa đã bị khóa nên Don tìm cách trộm chìa khóa từ mẹ. Cuối cùng hai đứa cũng lẻn được vào trong và phát hiện một đường hầm đi xuống. Bên dưới toàn những đồ chơi mà những đứa trẻ bị bắt đi bỏ lại. Vậy là họ đã tin mẹ là người xấu.
Trong lúc hoảng hốt, Don lại đụng vào một cánh cửa khác, đó là phòng báo cáo lên tổng bộ của mẹ. Bỗng có tiếng động, mẹ đã về phòng. Còn bên này, ba người đang bàn đến việc tiếp theo của kế hoạch. Sau khi qua được bức tường, họ phải tìm cách chạy khỏi lũ quỷ và còn phải sinh tồn. Emma dẫn họ đến thư viện. Có một nhà văn, mỗi tác phẩm của ông đều để lại một con tem. Nhưng vòng tròn của tem hình thành một mã móc sơ. Nội dung của nó cảnh báo những người trong trại để biết về sự thật của nơi này. Với thông tin này, có khả năng con người vẫn còn sống ở ngoài kia. Họ quay ra bàn ăn thì phát hiện Don và Gilda không ra chuẩn bị bữa ăn. Vậy là chúng đã đến phòng bí mật rồi. Đúng lúc này, có một đứa trẻ cầm chìa khóa đến cho mẹ kê nhặt được. Còn cả hai đã trốn kịp ra ngoài. Don tức giận muốn hỏi cho ra lẽ về những người bị truyền đi. Quả nhiên mọi người đã chết hết. Đành phải kể lại toàn bộ sự thật. Don nổi điên đánh tất cả mọi người trong phòng rồi bỏ đi. Nhưng cuối cùng tất cả cũng làm hòa để cùng tiếp tục thực hiện kế hoạch. Norman vào giường của Jay và phát hiện được những thứ cậu chuẩn bị từ lâu. Đó là gì thì cuối phim chúng ta mới biết. Ngoài ra họ còn tìm thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu để đánh lừa mẹ. Lúc này tất cả đã tập trung ngoài rừng chuẩn bị leo lên tường. Còn Jay sẽ báo thông tin Norman đang cố giết mẹ để đánh lạc hướng, tránh mẹ kiểm tra bộ định vị. Mẹ cũng thông báo đợt chuyển hàng tiếp theo chính là lúc Jay 12 tuổi vào 2 tháng sau. Đang trên đường đi thì lại gặp Sơ. Ý định của Sơ là gì? Liệu bọn trẻ có thể thoát khỏi trang trại này không? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi để biết kết thúc bộ phim nhé!